Chào mừng tất cả các bạn đến buổi học trực tuyến tiếp theo của chúng ta trong buổi tối thứ tư ngày. Vậy là đã qua một kỳ nghỉ Tết thì không biết liệu là các bạn đã còn nhớ được bao nhiêu kiến thức về cái phần chúng ta đang nói. Trên lớp thì có thể các bạn đã học hết rồi, các bạn đã học đến sắt hoặc là thậm chí là nhiều hơn đang làm đề rồi. Nhưng hôm nay thầy sẽ cùng các bạn ôn tập lại một cái phần nho nhỏ nằm ở giữa chương trình. Thực ra nó hơi cuối chương trình một chút, đó là liên quan đến bài tập của nhôm. Buổi trước thì chúng ta đã có hai cái tiết để chúng ta nói về bài tập tính lưỡng tính của nhôm hioxit. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về bài tập nhiệt nhôm. Và tất nhiên rồi, như mọi khi thì chúng ta sẽ cùng nhau đợi khoảng 2 phút để cho các bạn cùng vào để chúng ta cùng chuẩn bị cái bài tập này. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 4 bài tập nho nhỏ thôi. Và thầy muốn các bạn là qua 4 bài tập đó, các bạn hiểu được cách xử lý bài tập nhiệt nhôm ở mức độ cơ bản và mức độ bình thường, mức độ tầm 7 điểm đi. Đó, chứ còn mức độ bài tập nhiệt nhôm mức độ 10 điểm chúng ta sẽ không đề cập đến trong buổi hôm nay. Vậy thì các bạn cùng nhau chuẩn bị cho thầy. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ để các bài toán nhiệt nhôm. Các bạn có thể ấn share cái clip này để chúng ta có thể cho nhiều bạn khác cùng theo dõi. Và theo dõi từ đầu nó sẽ dễ hơn là việc là mình nhảy vào giữa chừng. Khi bạn xem ở giữa thì rất là khó để hiểu đoạn đầu thì đang nói về vấn đề gì. Mạng nó hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nhé, nhưng mà đường tiếng nó vẫn là ổn thôi. Vậy thỉnh thoảng nếu mà mạng nó hơi chậm một chút thì các bạn cứ nghe như bình thường. Đề thì lần này thầy sẽ không đưa trước các bạn vì đề nó khá đơn giản thôi, có 4 câu, không có gì cả. Đây là hóa lớp 12 các bạn nhé. Chúng ta đề cập đến một chút về nhôm, nhưng tất nhiên là những bạn có kiến thức lớp 11 đều có thể học được buổi hôm nay. Chúng ta có thể học trước bởi vì lý thuyết về nhiệt nhôm khá đơn giản thôi. Thầy sẽ nhắc lại lý thuyết một chút cho các bạn. Các bạn lớp 11 thì chúng ta có thể chuẩn bị trước cho cái kỳ thi năm sắp tới. Năm nay thì có gồm cả lớp 11 và lớp 12, còn năm tới thì những bạn lớp 11 thì cẩn thận, chúng ta sẽ ôn lại thêm một chút lớp 10 nữa. Các bạn tranh thủ cái đợt hè này để các bạn có thể học. Và có một tin là thầy thông báo luôn là tiễn thầy sẽ vứt bút trên Facebook. Đó là vào ngày mai trên trang tuyển sinh 247 sẽ có khuyến mãi 100%. Nếu mà nhà mạng Mobi, Vina, Viettel hôm nay khuyến mãi 50% lần cuối cùng thì ngày mai các bạn sẽ có khuyến mãi 100% ngay trên trang. Vậy các bạn có thể nạp trước và chúng ta sẽ học sau. Học sau cũng được, bao giờ các bạn muốn các bạn có thể học. Được chưa? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lý thuyết liên quan đến bài tập nhiệt nhôm ngay bây giờ để không các bạn mất thời gian thêm nữa. Đối với bài toán nhiệt nhôm, chắc chắn rồi, nó liên quan đến nhôm. Nhiệt nhôm nó gần giống một cái phương pháp điều chế kim loại, người ta gọi đó là phương pháp nhiệt luyện. Vậy nhiệt luyện là gì? Nhiệt nhôm là gì? Thì các bạn hãy nhớ lại, đó là khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao. Ví dụ, thầy có một phương trình như thế này. Thầy cho Al cộng với ví dụ như là Fe2O3 cho đơn giản nhé. Ở nhiệt độ cao thì phản ứng này, nhôm đã đóng vai trò là một chất khử, nó lấy oxy ra khỏi cái Al2, cái Fe2O3 để các bạn thu được ở đây là Al2O3 cộng với Fe. Và tất nhiên chúng ta cân bằng, chúng ta sẽ đặt 2 vào nhôm và 2 vào sắt. Đây là người ta gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Lớp 11 các bạn có thể gặp phản ứng khử bằng CO. Lớp thấp hơn, ví dụ lớp 9, lớp 10 các bạn để gặp sản phẩm khử, phản ứng khử bằng hydro. Và lớp 12 chúng ta sẽ gặp, người ta sẽ lấy nhôm để khử các oxit kim loại khác như là hydro, như là carbon, như là CO bình thường. Vì đây người ta gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Nhớ nhé, phản ứng nhiệt nhôm có một vài cái các bạn cần nhớ. Thứ nhất, các bạn lưu ý cho thầy phương trình tổng quát của nhiệt nhôm. Chúng ta sẽ có nhôm này cộng với oxit kim loại. Tất nhiên thường đây chỉ là oxit kim loại trung bình yếu thôi. Nhiệt độ cao thì các bạn sẽ thu được Al2O3 và cộng với cả kim loại mới. Ví dụ ở trên thầy đó là sắt ạ, một cái oxit của sắt. Oxit sắt nào cũng được nhé, Fe2O3, Fe3O4 hay FeO. Thì đối với oxit của sắt
thì các bạn đừng phân vân là nó xuống oxit gì. Thường trong đầu bài người ta sẽ nói là khử cho đến chỉ giả sử sản phẩm thu được là sắt thôi. Fe2O3 cũng về Fe, FeO cũng về Fe và E34 cũng về Fe, chứ nó không khử theo từng nấc như là cái bài tập bình thường mình hay làm đâu. Các bạn lưu ý đấy là một đặc điểm nó sẽ dễ hơn một chút đối với nhiệt nhôm. Phản ứng nhiệt nhôm này chúng ta sẽ có một vài chú ý các bạn cần nhớ. Có thể những chú ý này rất dễ, nhưng những bạn chưa biết, các bạn nên biết để chúng ta làm được đơn giản hóa bài toán hơn. Thứ nhất, đó là gì? Chú ý thứ nhất thầy đưa ra cho các bạn. Thứ nhất là về cách cân bằng phương trình. Cân bằng phương trình. Về cơ bản thì bài toán nhiệt nhôm các bạn có thể sử dụng phương trình. Bài toán E thì không phải bài nào cũng dùng được đâu. Không phải bài toán E nào đối với nhiệt nhôm cũng dùng được. Thì khi cân bằng phương trình thì các bạn nhớ cân bằng kiểu đơn số như thế này thì rất là dễ, chúng ta có thể nhầm được. Nhưng với bài toán, ví dụ các bạn chót đặt là FeXOY chẳng hạn, thì với phản ứng FeXOY như vậy chúng ta có rất nhiều ẩn. Vậy cân bằng như thế nào? Thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ cân bằng oxy trước. Đối với nhiệt nhôm chúng ta sẽ cân bằng oxy trước. Rất dễ, ví dụ như thầy có này, Al cộng, ví dụ các bạn viết là FeXOY nhé, ví dụ thôi. Để thu được Fe cộng với Al2O3, chúng ta cân bằng oxy trước là gì? Chúng ta có Y ở đây này, có 3 ở đây. Vậy chúng ta đặt 3 vào đây nhé, Y vào đây. Đây sẽ có 3X sắt. Ở đây thầy có 2Y nhôm. Ví dụ như vậy là chúng ta đã cân bằng xong rồi. Các bạn không cần thiết phải dùng oxy hóa khử gì ở phương trình này cả nếu các bạn muốn cân bằng. Đấy là cái chú ý nhất, rất đơn giản. Chú ý thứ hai cũng không kém phần đơn giản. Các bạn để ý Al ở đây là trạng thái rắn, Fe2O3 cũng trạng thái rắn, Al2O3 cũng rắn và Fe cũng rắn. Hay nói cách khác là trong phản ứng nhiệt nhôm thì tất cả các chất tham gia phản ứng hay sản phẩm đều nằm ở trạng thái rắn. Vậy thì các bạn có thể hiểu đơn giản là khối lượng chất rắn được bảo toàn, khối lượng chất rắn luôn luôn là không đổi. Dù phản ứng có xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì khối lượng chất rắn là như nhau. Vậy người ta nói đó là áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Đó là khối lượng rắn trước sẽ luôn luôn bằng khối lượng rắn sau phản ứng. Luôn luôn bằng, nhớ nhé. Ở đây không có chất lỏng và chất khí nào đâu, nên các bạn không phải quan trọng điều đó. Bảo toàn khối lượng áp dụng rất là nhiều trong bài toán nhiệt nhôm, được chưa? Đấy là chú ý thứ hai. Đến cái chú ý thứ ba này, thầy nghĩ đây là một chú ý rất quan trọng để các bạn làm bài tập. Bởi vì nhiệt nhôm, bài tập nhiệt nhôm có hai kiểu. Một là đi tìm hiệu suất, hai là đi tìm công thức oxit. Đấy là hai cái dạng rất hay gặp. Vì vậy các bạn phải biết được một cái như thế này, đó là nếu bài toán phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn, nếu phản ứng có hai trường hợp này, xảy ra hoàn toàn hay nói cách khác là hiệu suất bằng 100%, thì theo các bạn phản ứng này sẽ thu được bao nhiêu chất rắn? Thường các bạn hãy trả lời thầy đó là thu được có hai chất rắn thôi, đó là Fe là Al2O3. Nhưng điều đó là chưa đủ đâu, bởi vì trong phản ứng rất hiếm khi phản ứng vừa đủ với nhau, mà thường là sẽ có một trong hai thằng dư. Vậy thì trường hợp này luôn luôn là thu được ba chất rắn, nhớ nhá. Và tất nhiên đầu bài sẽ cho các bạn cái dấu hiệu để biết là thu được mấy chất rắn thực tế, nhưng về cơ bản thì ba phần đều là ba chất rắn, trong đó sẽ có là Al2O3 sau phản ứng này, chúng ta sẽ có Fe thu được sau phản ứng và nhôm dư, hoặc là Fe2O3 dư, hoặc Al, Fe2O3 dư, ví dụ như vậy. Thì ví dụ theo ví dụ kia thôi nhé. Chứ còn tất nhiên là các bạn sẽ có thể có oxit khác. Một trong hai thằng sẽ dư nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn. Và cái trường hợp hay gặp là nhôm dư. Với một dữ kiện người ta nói là cho hỗn hợp rắn sau phản ứng tác dụng với NaOH thấy thoát ra 3,36 lít khí chẳng hạn. Thì tức là nhôm phải dư thì nhôm dư mới tác dụng với NaOH ra khí được. Chứ còn nếu không có nhôm thì không có cái điều kiện đấy, không có cái sản phẩm H2 như vậy. Đấy là cái trường hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn. Và một trường hợp nữa là bài toán đi hỏi hiệu suất, hay còn nói là phản ứng xảy ra một thời gian, xảy ra không hoàn toàn, hiệu suất nhỏ hơn 100%. Thì với cái trường hợp này thì các bạn sẽ thu được cả 4 chất rắn. Cả 4 chất rắn nhé. Tức là không có chất nào hết cả, tất cả đều dư. Tất cả đều dư. Ví dụ ở phản ứng kia thầy sẽ thu được Al2O3 với Fe là sản phẩm. Ngoài ra thì thầy có cả nhôm dư và cả Fe2O3 dư. Đó, có hai chất dư liền. Đấy là cái cách mà xử lý bài tập hiệu suất. Và thầy nhắc lại công thức hiệu suất. Hiệu suất rất đơn giản, bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu nhân 100%. Nhiều bạn bảo với thầy là bài tập hiệu suất em sợ lắm bởi vì hiệu suất nó khó. Phần lớn các bạn rất hay sợ mấy cái phần trăm á, dù cả C% hiệu suất, cứ thấy phần trăm là các bạn bị sợ. Nhưng thực tế hiệu suất không quá khó đâu.
hiệu suất các bạn nhớ cách xử lý như thế này. Và nếu bạn nào chưa thạo chúng ta sử dụng 3 dòng. Khi bạn đã biết cách làm rồi chúng ta mới nhanh được. Còn khi bạn muốn nhanh mà chưa biết cách ấy, thì không bao giờ các bạn làm được đâu. Thế nên đôi khi phải làm chậm để cho các bạn nhìn thấy, các bạn hiểu cái cách xử lý của chúng. Tùy mức độ điểm các bạn đặt ra để các bạn làm nhanh hay làm chậm như thế nào. Ví dụ bạn đặt 8 điểm chẳng hạn, vậy các bạn chỉ cần đúng hơn 30 câu thôi. Vậy thì mình đã như là bỏ cái mặt cuối đi rồi. Vậy mình đỡ bị áp lực về thời gian hơn. Đã làm là phải đúng, không có chuyện là làm mà bị sai đâu. Lưu ý chỗ đó. Đấy là cái lý thuyết cơ bản về bài toán nhiệt nhôm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào một số cái câu hỏi liên quan đến bài toán nhiệt nhôm. Các bạn có thể quan sát ngay câu hỏi số 1 trên bảng đó thầy. Câu 1 rất là dễ. Nhưng mà tất nhiên là nhiều bạn á, các bạn sẽ hơi bị thắc mắc một chút. Các bạn cứ đọc đầu bài đi nhé, rồi thầy sẽ chỉ cho một cái thắc mắc mà các bạn hay gặp ở câu hỏi số 1 này. Các bạn đọc thử cho thầy. Nếu cái hình nó hơi bị lag một chút không sao đâu các bạn, vì chủ yếu hôm nay là thầy sẽ nói là chính. Các bạn nếu mà nghe được là tốt. Câu số 1 này, trộn 5,4g Al với 4,8g Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn, giá trị của m là. Ở đây có một cái thắc mắc các bạn hay hỏi với thầy, đó là em thấy phản ứng này có xảy ra hoàn toàn hay không, hay là hiệu suất phản ứng như thế nào? Nhiều bạn bảo là nếu có hiệu suất thì làm sao em tính được bây giờ, bởi vì em chả biết là hiệu suất là bao nhiêu. Nhưng các bạn nhớ một điều là theo cái lý thuyết ban đầu thầy nói, trong bài toán nhiệt nhôm thì khối lượng chất rắn luôn luôn được bảo toàn. Câu này nếu mà có trong đề ấy, mức độ nó vận dụng thấp thôi, nó chỉ nằm ở mức độ 4-5 điểm thôi. Nhưng các bạn phải biết cách làm để cho nó nhanh. Những bạn nào mà mức độ điểm chưa cao á, các bạn đặt mục tiêu 7 điểm chẳng hạn, thì phải làm được những câu như thế này. Chúng ta chỉ cần áp dụng định lực bảo toàn khối lượng thôi. Chúng ta đến 5,4 này cộng với 4,8 là các bạn sẽ ra được khối lượng rồi. Kết quả bài này sẽ là 10,2g. Không cần biết phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không, chắc chắn một điều, tổng khối lượng chất rắn thu được sẽ là 10,2. Trong đó các bạn không thể biết là Fe bao nhiêu nhé, không thể biết là Al2O3 sinh ra sau đứng là bao nhiêu nhé, không biết được điều đó và cũng không quan trọng. Đầu bài nó chỉ hỏi là cái khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu thôi. Vậy thì đáp án là câu hỏi số 1 này thầy sẽ chọn đáp án A là 10,2g. Được chưa? Đấy là câu hỏi số 1, mình sẽ đáp án A nhé. Bắt đầu từ câu hỏi số 2 là các bạn phải đặt bút tính rồi. Câu hỏi số 2 hôm nay thầy đề cập đến là bài tập liên quan đến hiệu suất. Các bạn đọc có thầy hiệu suất nhé. Đây, bài toán số 2. Những bài toán mà các bạn thường hay sợ. Thầy sẽ trình bày cẩn thận bài toán hiệu suất, bởi vì lớp 11 ý, phần NH3 có một bài tập liên quan, người ta gọi là tổng hợp NH3 thường liên quan đến hiệu suất. Các bạn phải biết cách làm hiệu suất. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm từ 0,25 mol Al và 0,35 mol FeO thì thu được 0,3 mol sắt. Xác định hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là. Ở bài này thì tất nhiên là sẽ có hai đáp án. Các bạn dù tính sai hay tính đúng đều có đáp án cả. Nhớ nhé, đều có đáp án cả. Thầy sẽ viết phương trình của đứng ra như sau. FeO cộng với cả ở đây chúng ta sẽ có là Al chẳng hạn. Những bạn nào mà chưa thạo về hiệu suất thì theo dõi kỹ nhé. Chúng ta sẽ thu được ở đây cho thầy là Fe cộng với Al2O3. Cân bằng oxy trước này. Đây 3 oxy, 3 vào đây, 3 vào đây và 2 vào nhôm. Được chưa? Thì đối với bài tập hiệu suất thì các bạn viết 3 dòng thôi. Ban đầu phản ứng và sau phản ứng. Nếu các bạn làm quen từ ngày xưa rồi thì hiệu suất không khó, không đến lừa các bạn được đâu. Chúng ta có ban đầu sắt là 0,35, Al là 0,25. Cái việc của các bạn ở đây là có hai chất. Số mol phản ứng chứ số mol ban đầu là hiệu suất rồi. Nhưng vấn đề là bạn đặt câu hỏi là tính hiệu suất theo đằng nào bây giờ. Đấy là cái thầy muốn nhắc lại các bạn một chút. Chứ còn việc tính toán thì rất dễ. Các bạn phải nhớ nhé, hiệu suất tính nó chỉ một thằng thôi. Cái cách gọi là thủ công của chúng ta, cách truyền thống của chúng ta hay nói đến, đó là chúng ta sẽ tính theo thằng nào có tỷ lệ bé hơn. Các bạn đừng nghĩ số mol bé hơn là thằng hết, không chắc điều đấy đâu. Nó phải phụ thuộc vào tỷ lệ phương trình nữa. Các bạn sẽ xét một cái cho thầy, đó là lấy số mol ban đầu chia hệ số 0,35 chia 3 này, số mol ban đầu chia hệ số 0,25 chia 2, thì nếu tỷ lệ nào bé hơn thì đó sẽ là chất hết. Vậy các bạn so sánh thành một cái tỷ lệ 0,35 trên 3 và 0,25 trên 2. Cái tỷ lệ này các bạn nhầm được ngay, nó sẽ là rơi vào khoảng 0,125. Còn bên kia là 0,35 chia cho 3, các bạn sẽ ra 0,11666. Được chưa? Vậy thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ này nó bé hơn một chút. Vậy thì tỷ lệ này bé hơn có nghĩa là hiệu suất bây giờ mình sẽ tính theo FeO. Lưu ý, hiệu suất mình sẽ tính theo FeO.
nhớ nhá, hiệu suất tính EO. Vậy thì bây giờ các bạn có sau phản ứng thu được 0,3 mol sắt, 0,3 ở đây. Thì theo tỷ lệ phương trình, các bạn tính được cái số mol của Al ở đây, các bạn tính cũng được nhé, tạo cho nó quen thôi. 0,2, số mol của SiO phản ứng sẽ là 0,3. Cái sau phản ứng này không cần tìm. Đối với bài tập hiệu suất này mình chưa cần tìm đâu. Bài này thì không cần thiết. Nên mình chỉ cần tìm hiệu suất thôi. Vậy mình sẽ lấy số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Vì mình biết là tính theo FE rồi. Các bạn sẽ lấy 0,3 chia 0,35 nhân 100%. Là các bạn sẽ tính ra được cho thầy 0,3 chia 0,35 nhân 100. Các bạn sẽ có 85,71%. Khoảng đó. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án C cho bài toán này. Còn nếu bạn nào mà tính theo nhôm á, tất nhiên là nhôm thì nói rồi, không tính hiệu suất theo nhôm bởi vì nhôm sai. Ở đây nhôm không tính hiệu suất theo nó. Thì các bạn sẽ ra 0,2 chia 0,25 là 80%, thấy số rất đẹp. Đôi khi các bạn khoanh đáp án A. Câu hỏi này cũng không hề khó, nhưng các bạn rất dễ nhầm. Thầy muốn các bạn làm đúng hết tất cả câu dễ đã. Được chưa? Đấy là câu hỏi số 2, mình nhắc lại cách tìm hiệu suất nhé. Câu hỏi rất dễ. Tiếp tục câu hỏi số 3 cũng là một câu hỏi hiệu suất nhưng thầy sẽ khó hơn một chút, thầy liên quan đến hỗn hợp sau phản ứng. Các bạn tiếp tục quan sát thầy câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như trên bảng. Thầy đọc đầu bài nhé, cho các bạn nào mà hình nó hơi bị mờ một chút. Trộn 6,48 gam Al với cả 16 gam Fe2O3, thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với thu được chất rắn A. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu chất rắn A. Sau khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 1,344 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra, xác định hiệu suất phản ứng. Vậy bài này người ta đã nói là xác định hiệu suất rồi, thì mình cứ giả sử như là phản ứng xảy ra không hoàn toàn đi và có hiệu suất thật đi. Vì ở đây có một cái đáp án là 100% đấy, cẩn thận. 100% có nghĩa là phản ứng xảy ra hoàn toàn thôi. Các bạn cứ tính như bình thường, cứ giả sử là nó không phản ứng hết đi. Nếu mà ra đúng bằng số mol phản ứng, tức là nó bằng đúng số mol ban đầu, tức là hiệu suất 100%. Nên cứ tính như bình thường. Vậy bài này thầy sẽ tính này, đầu tiên chúng ta sẽ có tính số mol nhôm trước luôn đi. Al này thầy có số mol là 6,48 gam. Khối lượng là 6,48 chia cho 27, các bạn có là 0,24 mol này. Tiếp tục chúng ta sẽ có Fe2O3 thì số mol nhầm rất là dễ. Phân tử khối là 160, vậy số mol là 0,1 mol. Sau đó các bạn viết ra thầy phản ứng, chúng ta sẽ lấy Al cộng Fe2O3 thu được Al2O3 cộng Fe. Bài này không khó nhưng mà thầy sẽ phân tích thêm nhiều thứ khác để cho các bạn thấy. Được chưa? Chúng ta lại có ban đầu, chúng ta có phản ứng và chúng ta có sau phản ứng. Chúng ta có lại ban đầu Al có 0,24, Fe2O3 ban đầu 0,1. Đến đây chưa tính toán gì tiếp, các bạn phải tìm cho thầy nghe xem hiệu suất bài này mình sẽ tính nó thằng nào. Tính thằng nào? Al hay Fe2O3 bây giờ? Các bạn lại xét tỷ lệ 0,24 trên 2. Tất nhiên thầy viết lại cho các bạn nhìn thôi nhé, chứ còn nhìn là ra ngay tính nó thằng nào rồi. Tỷ lệ nào? Rõ ràng bây giờ thì 0,24 chính là cái chất mà người ta gọi là không tính hiệu suất theo nó. Vậy thì bài này mình sẽ có cái tỷ lệ của Fe2O3 nhỏ hơn. Vậy thì mình sẽ tính hiệu suất theo Fe2O3. Được chưa? Hiệu suất nhớ nhé, tỷ lệ tính theo nó. Bây giờ mình còn một dữ kiện nữa là sau phản ứng thì thu được cho hỗn hợp tác dụng với NaOH có khí. Vậy mình đâu đặt này. Thì đặt thằng này phản ứng là x mol nhé, vì hiệu suất được tính theo nó này. Vậy thì suy ra Al phản ứng lên là 2x. Al2O3 thu được là x này và Fe thu được là 2x. Bài này thì phải buộc phải tính số mol sau phản ứng rồi. Thằng này là 0,24 trừ 2x này. Thằng này là 0,1 trừ x. Thằng này là x và thằng này là 2x. Vậy sau phản ứng các bạn nhớ bài này có hiệu suất nên có thể thu được ở đây là 4 chất rắn. 4 chất rắn. Bây giờ các bạn đặt ra câu hỏi này. Tất nhiên là 4 chất rắn thì liệt kê lại cho các bạn dễ nhìn nhé. Nó có Fe này, Al2O3 này, Al và Fe2O3. Tất nhiên là số mol chúng ta đều tính được theo x rồi. Vậy bây giờ thầy đặt ra cái câu hỏi như thế này. Theo các bạn, nếu thầy cho hỗn hợp này tác dụng với NaOH, nào, NaOH, thì hỏi là có bao nhiêu chất tham gia phản ứng? Nghe kỹ câu hỏi nhé. Cho hỗn hợp 4 chất này tác dụng với NaOH, có bao nhiêu chất sẽ tham gia phản ứng? Vậy thì câu trả lời của bạn sẽ là bao nhiêu? Rất là nhiều bạn chọn sai đấy, các bạn nghĩ là có 3 chất. Đó, có bạn lại nói là có 1 chất thôi. Đáp án chính xác câu hỏi này của thầy sẽ là có 2 chất tham gia phản ứng. Hai chất tham gia phản ứng đó là Al2O3 và Al. Chỉ có hai cái chất đó có thể tan được trong dung dịch NaOH loãng mà thôi, trong cái hỗn hợp này, nhớ nhá. Còn của Fe và Fe2O3 hay Fe3O4, Fe4 đều không tan được.
Vậy ở đây thầy sẽ trả lời là có hai chất tan được trong dịch nào hát. Đấy là cái câu hỏi thầy hỏi là tác dụng với nào hát. Nhưng nếu thầy thay đổi câu hỏi một chút, thầy nói là có bao nhiêu chất tác dụng với nào hát mà thu được khí. Nhớ nhá, có bao nhiêu chất tác dụng với nào hát mà thu được khí thì mình trả lời là sẽ chỉ có một chất thôi. Câu hỏi này hoàn toàn trong đề kiểm tra lý thuyết người ta hỏi nhá. Người ta trong một loạt các chất người ta hỏi là có bao nhiêu chất tác dụng với nào hát mà thu được khí. Thì câu hỏi ở đây, câu trả lời ở đây sẽ chỉ có một chất duy nhất thôi, đó là nhôm. Chỉ có nhôm tác dụng với nào hát mà ra khí thôi. Còn Al2O3 khi tác dụng với nào hát thì thu được nước, không thu được khí đâu. Vậy thì ở đây mình sẽ trả lời là một, được chưa? Còn nếu ở đây thì thay bằng HCl. Bình thường á làm được lắm, nhưng đến loại đám nhiệt nhôm thì hiểu sao các bạn lại quên hết phản ứng. Thầy lại hỏi câu hỏi tiếp là cho bốn chất này tác dụng với HCl thì có bao nhiêu chất tham gia phản ứng? Bốn chất này tác dụng với HCl thì có bao nhiêu chất tham gia phản ứng? Câu trả lời của chúng ta sẽ là có bốn chất. Cả bốn chất này đều tác dụng với dung dịch HCl hết. Tất cả đều tác dụng với HCl. Nhưng nếu mà nói là tác dụng với HCl ra khí ấy, thì các bạn sẽ chỉ có hai cái thôi, đó chính là Al và Fe. Chỉ có Al và Fe ở bài toán này mới thu được khí H2. Vậy lưu ý nhé, vậy với dữ kiện đầu bài nó nói thì chúng ta phải làm được. Ví dụ quay lại bài toán này, bây giờ mình quay lại bài toán này này. Người ta nói là cho hỗn hợp này tác dụng với NaOH thấy thoát ra 11,344 lít khí. Vậy ở đây chúng ta chỉ quan tâm một cái, đó là cái nào ra khí, đó chính là Al dư. Thầy nói một thôi một hồi để các bạn nhớ cái làm bài khác đó thôi nhé, chứ còn làm không bài này thì không thể làm gì cả. Thu được 3/2 H2 này. Chúng ta có số mol đây là 0,24 trừ đi 2x. Thì theo tỷ lệ phương trình thì số mol H2 thu được sẽ là 3/2 nhân với 0,24 trừ 2x. Và cả cái này bằng bao nhiêu? Thu được 1,344 lít khí. 1,344 tương ứng với 0,06 mol. Vậy các bạn bấm cái phương trình này vào máy tính, các bạn sẽ suy được ngay thành x bằng ở đây sẽ là 0,1 mol. Lưu ý, nếu bạn nào tính đúng sẽ ra x bằng 0,1 mol ở đây. Vậy sau khi đã tìm được x rồi thì xác định hiệu suất rất dễ. Số mol phản ứng chia số mol ban đầu, 0,1 chia 1, tức là hiệu suất ở đây bằng 100%. Nhớ nha, 100%. Vậy bài toán này chúng ta sẽ chọn đáp án A, hiệu suất là 100%. Nhưng làm như bình thường thôi, các bạn đừng quan trọng cái việc là mình đặt như thế nào. Lưu ý chỗ đó và nhớ cách làm hiệu suất nhé, phải biết chọn cái chất này. Và các bạn biết cách xử lý nữa, đó là xử lý cái đoạn này. Tác dụng với NaOH mà ra khí chỉ cần chỗ ấy thôi. Nhưng nếu ở đây thì nói là tác dụng với HCl ra khí, nhớ là có hai thằng đấy. Cẩn thận đầu bài, tùy vào đầu bài mà chúng ta xử lý như thế nào. Đấy là cách làm câu hỏi số 3, một cái dữ kiện rất là hay. Dung dịch cái chất rắn phản ứng tác dụng với NaOH. Đấy là cách giải câu số 3. Tiếp tục chúng ta sang câu hỏi số 4. Các bạn nghĩ thử xem cách làm câu số 4 này như thế nào. Các bạn quan sát được câu hỏi số 4 trên bài. Đây là một câu hỏi khá hay. Có một câu hỏi số 5 á, nhưng mà thầy chưa muốn chữa hôm nay. Câu hỏi số 5 thì nó hơi thiên về một bài toán của sách, hơi thiên về bài toán của sách. Một cái phương pháp mà thầy sẽ ôn lại cho các bạn trong những cái buổi lần tới khi mà chúng ta học hết nhôm rồi. Nhôm còn một dạng nữa cơ. Nhôm còn một dạng nữa người ta gọi là nhôm tác dụng với dung dịch kiềm. Kim loại nhôm và kim loại kiềm hòa tan vào nước. Bài toán đấy khá là hay. Bài toán đấy không quá khó đâu, nhưng mà sẽ khó với người lần đầu tiên gặp. Nếu mà bạn chưa gặp bao giờ thì rất là khó. Còn nếu bạn gặp rồi thì nó lại đơn giản hơn. Đây là bài toán số 4. Các bạn đọc đề bài một lượt thôi. Hỗn hợp X gồm có nhôm và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm, phản ứng hoàn toàn, hiệu suất 100% rồi, có chữ hoàn toàn. Cho ra chất rắn A. Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì cho ra 3,36 lít H2 và để lại chất rắn B. Cho B tác dụng tiếp với H2 bốn loãng thì có 8,96 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Al và Fe2O3 trong hỗn hợp X là. Câu hỏi này không quá khác câu hỏi ở trên đâu. Các bạn hiểu cái sơ đồ của nó là được. Bây giờ nhá, thầy sẽ có này. Bài này các bạn có thể viết nhanh cái sơ đồ như thế này. Mà thôi, bài này vẫn phải dùng số mol ban đầu đấy. Vậy chúng ta viết cái đoạn phương trình ra. Al cộng với cả Fe2O3. Cái đoạn phản ứng với NaOH và H2O4 thì viết sơ đồ sau cũng được. Các bạn sẽ thu được là Al2O3 cộng với Fe cân bằng 2,2 ở đây. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi nhá, nên chắc chắn chúng ta sẽ có 3 chất rắn. Chúng ta sẽ có là Al2O3, chúng ta có Fe, và tất nhiên là sẽ có một là Al dư, hai là Fe2O3 dư. Vậy thằng nào dư bây giờ? Không cần thiết phải giả sử đâu các bạn, vì đầu bài cho các bạn biết cái gì dư ngay. Cho chất rắn A, đây chính là rắn A này,
Tác dụng với nao hát thì thấy thoát ra 3,36 lít khí H2. Có nghĩa là nhôm ở đây sẽ là kim loại dư. Nhôm ở đây là kim loại dư. Hiểu nhá. Vì nhôm không dư thì tác dụng với nao hát không thể có khí được. Có tác dụng được đấy vì có Al2O3 nhưng không hề ra khí. Vậy thì ở đây khi tác dụng với nao hát này nó sẽ ra 3/2 H2. 0,15 là tấu mol của H2 ở đây vì 3,36 lít. 0,15 mol. Vậy nếu 0,15 mol H2 thì các bạn tính ngược lên đây, đây sẽ chỉ có là 0,1 mol thôi. Số mol nhôm dư là 0,1 mol. Được chưa? Vậy thì sau khi thằng này dẫn qua nao hát rồi thì thầy có nói đấy, ở trên thầy có hỏi rồi có bao nhiêu thằng phản ứng. Có bao nhiêu thằng phản ứng thì bấy nhiêu thằng bị giữ lại. Vậy ở đây Al2O3 và Al đều bị giữ lại hết. Chất rắn B các bạn thu được ở đây sẽ chỉ có một mình Fe thôi. Sẽ chỉ có mình Fe thôi. Và sau đó người ta hòa tan chất rắn B bằng H2O4. Cái đây thì không có điều gì thắc mắc cả. Chứ các bạn đừng cho cả cái hỗn hợp này tản ứng H2O4 nhé. Người ta chỉ cho B thôi. Phải đọc kỹ đầu bài. Fe thì ra được 1H2 thôi. Vì hóa trị 2. 2/2 là 1. Còn nếu mà cho cả chất rắn A thì khác. Nó sẽ có hai thằng phản ứng ra khí. Nên đọc kỹ đầu bài thầy nhé. Tác dụng ở đây ra ở đây là 0,4 mol H2. Nếu 0,4 mol H2 thì các bạn tính ngược lên, các bạn sẽ ra số mol Fe đây là cũng là 0,4. Được chưa? Vậy khi các bạn đã có số mol Fe là 0,4 rồi, lắp vào phương trình, các bạn nên tính được ngay Fe2O3 ban đầu là 0,2. Và các bạn tính được nhôm ban đầu sẽ là 0,4. Vậy thì số mol nhôm ban đầu, thầy xin lỗi nhé, nhôm phản ứng là 0,4 thôi. Còn thầy dùng từ nhôm ban đầu là không chính xác, bởi vì nhôm phản ứng là 0,4 và nó còn dư thêm 0,1 nữa. Vậy nhôm ban đầu thực tế là 0,5 mol. Vậy nếu 0,5 mol thì các bạn sẽ có khối lượng của nhôm sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 13,5 gam là khối lượng của nhôm. Và khối lượng Fe2O3 là bao nhiêu? 0,2 mol mà nhân với 160 là các bạn ra khoảng 32 gam. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là 13,5 và 32 gam. Vậy đây là đáp án B. Được chưa? Đáp án B. Đấy cái cách xử lý các bạn đối với những bài tập này. Bài tập này thì không có hiệu suất đâu. Các bạn chỉ làm đơn thuần như thế này thôi. Và đối với bài tập đi tìm oxit kim loại các bạn cũng tương tự như vậy. Tìm oxit kim loại các bạn có thể để dành cho phần sắt cũng được. Vì thường chủ yếu các bạn đi tìm oxit sắt chứ không tìm oxit sắt. Oxit kim loại nào xa vời đâu. Các đấy là cách giải của câu số 4. Các bạn có thể có phần gì thắc mắc các bạn hãy comment ở dưới. Và thầy sẽ chiếu câu hỏi số 5 cho các bạn quan sát để các bạn thử nghĩ cách làm thôi. Chứ câu hỏi số 5 này thầy không chữa, thầy chưa chữa. Vì thầy chưa muốn nói đến cái phương pháp đấy trong buổi ngày hôm nay. Các bạn quan sát thầy câu hỏi số 5 trên bảng. Nào, các bạn quan sát thầy câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 là một câu hỏi cũng là nhiệt nhôm thôi. Nung một hỗn hợp gồm có Al và Fe2O3, thu được chất rắn X nặng tất cả là 29,4 gam. Hòa tan hết X trong H2O3 dư thì thu được 13,44 lít NO2 điều kiện tiêu chuẩn. Và tất nhiên đấy thì thiếu mất một từ rất quan trọng. Mà thiếu từ đấy thực ra bài toán này không giải được đâu. Nó là từ NO2 là sản phẩm khử duy nhất của nitơ dương 5. Tức là ở đây không có sản phẩm khử nào khác. Người ta hỏi là xác định phần trăm một khối lượng, phần trăm ra khối lượng của nhôm trong hỗn hợp ban đầu. Vậy các bạn thử chụp lại cái đề này và về giải cho thầy. Nhớ nhé, thêm một cái từ rất quan trọng đó là gì? NO2 là sản phẩm khử duy nhất của nitơ dương 5 trong cái phần này. Được chưa? Đấy là cái bài toán liên quan đến phần nhiệt nhôm. Và hôm nay thầy nói rồi, nhiệt nhôm này chúng ta sẽ nói về lý thuyết cơ bản, những cái chú ý đơn giản để các bạn làm được những bài toán ở mức độ nhiệt nhôm từ 8 điểm trở xuống. Chứ chúng ta không đề cập đến nhiệt nhôm mức độ 10 điểm. Nhiệt nhôm mức độ 9 thì không có đâu. Thường người ta chỉ đề cập đến mức độ 10 điểm mà thôi. Các bạn biết cách xử lý như vậy là được. Thầy thì mục tiêu của thầy hướng đến các bạn là hy vọng các bạn đạt được điểm 9 đã. Chứ còn điểm 10 có lẽ là hơi xa vời trong năm nay. Năm nay chắc chắn để những câu điểm 10 sẽ rất là khó. Và các bạn muốn làm được các bạn phải luyện rất rất nhiều. Nhưng mà đừng để làm được một câu điểm 10 mà các bạn sai mất 4 câu ở trên. Nó không bỏ. Được chưa? Vậy thì chúng ta hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúng ta sẽ đề cập đến chuyên đề cuối cùng của nhôm. Đó là bài toán nhôm và kim loại kiềm cùng hòa tan vào nước, cùng hoạt tan dịch nào hát. Cái xử lý bài toán đó như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Và tuần sau thì lại nói luôn là các bạn lớp 10 và lớp 11 á, thì lớp 10 thì sẽ livestream cho các bạn một phần ở trong chương oxy lưu huỳnh. Đấy là cái chương cuối cùng của các bạn lớp 10 trước khi thi học kỳ. Còn cái chương cân bằng phản ứng á, thì tốc độ phản ứng hóa học á, thì chương đấy sẽ không thi học kỳ nhiều đâu, tùy trường thôi. Nhưng cơ bản oxy lưu huỳnh chúng ta sẽ gặp đến. Và các bạn lớp 11 thì thầy sẽ nói về phần ancol đi. Phần ancol là một phần các bạn sẽ chuẩn bị học. Tương đối là các bạn sẽ chuẩn bị học. Còn phần benzen thì định nói, nhưng mà benzen thì nó mang tính lý thuyết nhiều hơn chứ không có bài tập tính toán gì nhiều. Phần benzen các bạn có thể xem trong khóa học của thầy, nó khá là đơn giản, mình học những cái kiến thức cơ bản của benzen thôi. Còn chủ yếu trọng tâm các bạn trong học kỳ 2 thi học kỳ của lớp 11 sẽ là ancol. Những bạn nào lớp 11 mà có chót quên kiến thức về ancol, lớp 12 chứ sắp thi sắp tới
và chót quên nước ăn cồn thì các bạn có thể quan sát lại, học lại phần lý thuyết của các bạn lớp 11. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau.